Chú trọng và mở rộng địa bàn tổ chức khám sàng lọc, tập trung nâng cao năng lực bệnh viện bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho bệnh nhân, từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát huy tối đa thế mạnh của các đơn vị sáng lập. Bước sang năm thứ tư, chương trình Trái tim cho em sẽ tiếp tục có những thay đổi, hướng đến mục tiêu hỗ trợ được thêm thật nhiều những trẻ em nghèo, không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Ở phóng sự này, chúng tôi rất mong muốn cung cấp đến quý vị khán giả quan tâm đến Trái tim cho em những nét mới của chương trình để có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, chương trình Trái tim cho em đã thành công trong việc tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Đồng Nai và Gia Lai. Đã có 3.700 trẻ em nghèo được khám sàng lọc miễn phí, trong đó phát hiện 183 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh. Bước sang năm thứ tư, chương trình sẽ mở rộng hơn nữa các địa chỉ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt chú trọng đến các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, những vùng còn khó khăn của Tổ quốc. Có thể nhận thấy rằng, hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh nói riêng và khám chữa bệnh nói chung là rất thiết thực đối với người dân trên mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là những gia đình nghèo khó. Nếu không có những đợt khám như thế này, chắc hẳn có rất nhiều em không được phát hiện bệnh tim bẩm sinh để có các hoạt động can thiệp kịp thời. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng cùng với lại phối hợp cùng với các bệnh viện, rồi các bên có liên quan sẽ tiếp tục tổ chức cái hoạt động này trở thành một cái hoạt động thường niên. Không phải chỉ là để khám phát hiện các cháu bị bệnh tim bẩm sinh mà còn có rất là nhiều bệnh khác qua cái khám sàng lọc này được phát hiện và sẽ được điều trị kịp thời. Sau 3 năm thực hiện, chương trình Trái tim cho em đã triển khai các hoạt động nâng cao năng lực bệnh viện bằng việc tài trợ thiết bị cũng như đào tạo bác sĩ chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đồng. Các bệnh viện đã được chương trình tài trợ nâng cao năng lực bao gồm Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, những người thực hiện chương trình cũng nhận thấy những hoạt động này cần được tiếp tục khi số lượng bệnh nhi bị mắc bệnh tim bẩm sinh ngày một tăng, điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở y tế chuyên ngành tim mạch chưa thực sự đồng đều. Trong thời gian tới, bên cạnh giúp đỡ trực tiếp các bệnh nhi, chương trình cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc khảo sát các bệnh viện một cách kỹ lưỡng nhất, từ đó có thể hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện một cách hiệu quả, để ngày càng có thêm nhiều bệnh nhi được cứu chữa kịp thời. Trong suốt chặng đường 3 năm, đã có hơn 1.200 trẻ em nghèo khó bị bệnh tim bẩm sinh nhận được sự trợ giúp từ Trái tim cho em. Cũng trong suốt chặng đường 3 năm ấy, có nhiều trường hợp mà những người thực hiện chương trình không khỏi rơi nước mắt khi được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các em. Nhiều trường hợp gia đình thậm chí không lo được tiền đi đường đưa con lên thành phố để phẫu thuật. Trường hợp của Trần Văn Hùng ở thôn Đạo Phái, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là một ví dụ. Nhà Hùng có hai anh em trai thì cả hai đều mắc bệnh tim bẩm sinh. Bố lại bị bệnh tâm thần, thường xuyên đánh đập mẹ em, đến nỗi ba mẹ con phải về nương nhờ nhà ông bà ngoại. Những trận đòn vô cớ của bố em đã khiến mẹ Hùng không còn khả năng đi làm kiếm tiền nuôi con, chứ chưa nói gì đến việc chữa chạy cho em. Trong khi đó, cho dù đã nhận được những sự trợ giúp từ cộng đồng, nhưng anh trai của Hùng cũng đã mất khi mới vừa tròn 17 tuổi do mắc bệnh tim bẩm sinh quá nặng. Về phần Hùng, theo kết luận của các bác sĩ, em bị hở van tim, tình trạng sức khỏe nguy kịch. Không lâu sau khi nhận được đơn xin trợ giúp của Hùng, chương trình Trái tim cho em đã tiến hành hỗ trợ để phẫu thuật cho em. Câu chuyện của bé Hùng ở Hải Dương chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện mà những người làm chương trình vẫn hay gặp. Đứng trước tình cảnh này, chương trình Trái tim cho em đang nỗ lực để có thể hỗ trợ hoàn toàn cho các em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh quá khó khăn, những gia đình không có đủ điều kiện kinh tế để chữa trị cho con. Với tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc mà cao cả, ngay từ khi ra đời, chương trình Trái tim cho em đã nhận được rất nhiều những sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Từ những đồng bào ở xa Tổ quốc cho đến những người dân bình thường ở nước nhà,
Tất cả đều mong muốn được góp một phần nhỏ của mình trong nỗ lực mang lại cho các trẻ em bị tim bẩm sinh một trái tim khỏe mạnh. Qua những sự ủng hộ quý báu đó, chương trình Trái tim cho em đã hỗ trợ phẫu thuật thành công cho hơn 1.000 trẻ em trên toàn quốc. So với con số mỗi năm đất nước chúng ta vẫn có 10.000 trẻ em khi sinh ra đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, dường như những nỗ lực của những người làm chương trình vẫn là chưa đủ. Bước sang năm thứ tư, bên cạnh sự đồng hành của Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel, tổ chức Đông Tây Hội ngộ, chương trình Trái tim cho em sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể tìm kiếm thêm các đối tác tài trợ cho chương trình. Hy vọng rằng với những nỗ lực, những sự đóng góp quý báu của mọi tầng lớp xã hội, của các tấm lòng hào tâm trong và ngoài nước, sẽ có nhiều hơn nữa các trẻ em bị tim bẩm sinh có điều kiện trở lại cuộc sống bình thường bằng một trái tim khỏe mạnh. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước. Thì chúng tôi rất mong muốn tiếp tục có cái sự đồng hành. Chúng tôi rất mong muốn là ngay lập tức phấn đấu cùng với toàn bộ hệ thống y tế của cả nước, cùng với toàn xã hội là có thể xóa được cái con số dai dẳng lâu nay là cứ hàng năm thống kê là có thể từ 1 vạn đến 2 vạn cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là đồng hành cùng với chúng tôi là các cái tổ chức, các cái cá nhân, những nhà hảo tâm kể cả trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ cho chương trình Trái tim cho em để có nhiều các em nhỏ bị tim bẩm sinh được phẫu thuật, được trả lại trái tim khỏe mạnh để các cháu được trở lại cuộc sống bình thường, sau này sẽ có ích cho xã hội.